Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 97 Tập 97 Xin mời mở bản kinh ra Phần Khoa Chú Nguyễn Hạ Trang 82 Trang 82 đến ngược Đến hàng thứ hai Dục tu vô thượng bồ đề giả Nải chí xuất ly tam giới khổ Thị nhân ký phát đại bi tâm Tiên đương chim lễ đại sĩ tượng Nhất thiết chư nguyện tóc thành tựu Vĩnh vô nghiệp chướng năng và chỉ Đoạn này Có tựa là Tụng thành tựu độ sanh dục tu vô thượng bồ đề giả đây là bồ tát phát tâm vô thượng bồ đề chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác xuất ly tam giới khổ người tiểu thừa cũng làm được trong Phật Pháp Đều gọi họ là người chân thật giác ngộ Nỗi khổ trong tam giới Thật sự mà nói là khổ không thể tả Người thật sự giác ngộ Nhất định sẽ muốn vĩnh viễn Thoát khỏi luân hồi trong tam giới Tam giới chính là lục đạo tam giới là chỉ dục giới sắc giới vô sắc giới từ trên kinh phật nói về tứ thiền chúng ta có thể hiểu được đỉnh trời của một đơn vị thế giới là cõi sơ thiền đỉnh trời của tiểu thiên thế giới là cõi nhị thiền Đỉnh trời của Trung Thiên Thế Giới là Cõi Tam Thiện Đỉnh trời của Đại Thiên Thế Giới là Cõi Tứ Thiện Cho nên bạn mới hiểu được Nói Tam Giới hay nói Lục Đạo Ý nghĩa đều như nhau Khu vực giáo hóa của một vị Phật Là một Đại Thiên Thế Giới Các vị phải hiểu chỉ có một Cõi Trời Tứ Thiện và có đến một nghìn cõi trời tam thiền những gì trong kinh giáo nói chúng ta phải biết đại thể dục tu vô thượng bồ đề không những là thoát khỏi lục đạo mà còn thoát khỏi thập pháp giới mong cầu phật quả cứu cánh viên mãn đây là người có chí nguyện tầm nhìn rộng lớn thoát khỏi tam giới đây là người có tầm nhìn tương đối nhỏ nhưng cũng là vô cùng vô cùng hiếm có người này đã phát tâm đại biên phải làm thế nào Để thỏa nguyện của họ Tiên đương chim lễ đại sĩ tượng Đây tức là trước tiên phải thành tựu chính mình Ý nghĩa của chim lễ Phần trước đã nói rất nhiều rồi Nên chỗ này không cần lặp lại Quan trọng nhất vẫn là phải y giáo tu hành Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Hộ Pháp Hộ trì chánh Pháp Dựa theo tiêu chuẩn Trên Kinh Hoa Nghiêm để nói Thì hiện nay hiếm có người hộ Pháp Pháp là gì? Pháp là giáo, lý, hành, quả phải hộ bốn loại pháp này cho viên mãn thế mới gọi là hộ pháp chân chánh mới là tiêu chuẩn mà phật đã nói chúng ta nói hộ trì đạo tràng hộ trì pháp sư nào đó là không được cái đó nếu so với tiêu chuẩn của phật vậy là không phải hộ pháp cho nên lời phật nói trên kinh nhất định phải có sự thấu hiểu tương đối sau đó mới biết làm như thế nào mới là đúng như pháp giáo mà phật dạy chúng ta giáo có bốn loại giáo lý hành quả chúng ta phải tu như thế nào phải tính giải hành chứng chúng ta đối với giáo phải tin phải tin lời chỉ dạy của phật lý phải giải hành phải tu quả phải chứng cho nên bản thân chúng ta phải làm được tính giải hành chứng hai câu sau cùng Nhất thiết chư nguyện tóc thành tựu Vĩnh vô nghiệp chướng năng già chỉ Hai câu này là nói sau khi Chính mình thành tựu rồi Phải giáo hóa tất cả chúng sanh Chư Phật Như Lai thị hiện Trong Pháp giới chúng sanh cũng thường hay thị hiện có nghiệp chướng các dịp phải biết nghiệp chướng đó là thị hiện đều là phương pháp giáo hóa là nghi thức dạy học của các ngài chứ không phải là thật khiến cho kẻ phàm phu chúng ta cảnh giác sâu sắc sự đáng sợ của nhân quả bậc thánh nhân thế gian như khổng lão phu tử chúng ta đọc ở trong truyện ký thấy khổng tử bị đói ở nước trần ngài cũng bị đói mà Thích Ca Mâu Ni Phật Cũng đã từng bị quả báo Ăn lúa mạch của ngựa ba tháng Gặp phải lúc mất bùa Đói khát đi bác Không có người cúng dường Đây là hiển thị điều gì? Hiển thị nhân quả Cho dù Thành Phật thành Thánh Cũng không có cách gì Chuyển đổi nhân quả được trước đây đại sư bá trượng nói rất hay bậc đại tu hành không mờ nhân quả không phải không có nhân quả không mờ là sao đối với nhân quả biết rất rõ ràng rất minh bạch cho nên lúc thọ báo họ rất sẵn lòng đón nhận biết được cái mà ta nhận hiện nay do nhân ta tạo trong quá khứ là gì nên hiện nay phải gặp quả báo này biết rất rõ ràng minh bạch không giống như người thế gian Người thế gian khi gặp phải quả báo Tất cả khổ nạn họ không biết Không hiểu là do nguyên nhân gì Cho rằng là do người khác gây ra cho mình Họ oán trời trách người Nên lúc thọ báo vẫn là tạo tội nghiệp Cứ như vậy mà nhân quả tuần hòa Nên họ mỗi lúc một tệ hơn Bị đọa lạc xuống Người sáng suốt khi họ thọ quả báo Họ không bị đọa lạc Họ dần dần nâng cao cảnh giới Vì là khác nhau rồi Họ thật sự hiểu được Giọt nước hạt cơm đều do tiền định Tức là gặp phải người khác phá hoại chúng ta Tổn hại chúng ta Là do trong đời quá khứ chúng ta đã làm tổn hại họ Ngày nay họ đến làm tổn hại ta Đây là báo ứng Ta biết rõ Ta đón nhận Tiếp nhận một cách rất vui vẻ Không có một chút oán hận nào Vậy là nút thắt này được tháo gỡ rồi Lần sau gặp mặt lại Thì hết chuyện rồi Đây mới là cách giải quyết vấn đề Tuyệt đối không được dùng tâm báo thù Để giải quyết vấn đề Các vị phải biết như thế là không thể giải quyết được rồi trả thù bạn giết họ bạn diệt cả tộc của họ thì đời sau họ cũng diệt cả tộc của bạn giống như vậy nhân quả tuần hoàn càng diễn biến càng tàn khốc hay nói cách khác càng đọa lạc càng sâu vậy thì đâu phải là cách giải quyết vấn đề chứ cách giải quyết vấn đề đích thực là tháo gỡ nút thắt Tháo gỡ nút thắt oan khuất này Tất cả mọi quả báo bất thiện Đều phải là đón nhận Bạn mới có thể hóa giải được Vì thì trên đường Bồ Đề Bất luận là mình tu hành hay hoàn pháp lợi sanh Đều không có chướng ngại Chư Phật Bồ Tát thi hiện đủ dạng hình tướng này Đều là khiến cho chúng ta giác ngộ Để cho chúng ta hiểu rõ Cũng là chỉ dạy chúng ta cần phải làm như thế nào Nói thật ra đây chính là sống Phật dạy chúng ta sống Dạy cho chúng ta cách làm người sự thế Chim lễ đại sĩ tượng Ở trong đây quan trọng nhất là hiếu kính Hiếu kính Phải mở rộng đến đâu Mở rộng đến với tất cả người ác Tất cả oan gia Đều phải dùng tâm hiếu kính Nguyện thứ nhất của Bồ Tát Phổ Hiền Dạy chúng ta lễ kính chư Phật Kính chính là hiếu kính Tuyệt đối không có phân biệt Không có thứ bậc Có như vậy Thì bạn thật sự là đang tu hành Thật sự đang chuyển nghiệp Nghiệp chuyển rồi Thì quả báo sẽ chuyển Xin xem tiếp đoạn này dưới đây hữu nhân phát tâm niệm kinh điển dục độ quần mê siêu bị ngạn tuy lập thi nguyện bất tư nghĩ toàn độc toàn vong đa phế thất Tư nhân hữu nghiệp chướng hoặc cố ư đại thừa kinh bất năng ký đoạn thứ tư nói về việc cầu trí huệ đoạn này tương đối dài một chút trước tiên nói tại vì sao bạn không có trí huệ là do bạn có nghiệp chướng trong đời quá khứ nó chướng ngại trí huệ của bạn tuy gặp được phật pháp gặp được bạn lành bạn hiểu rõ rồi Bạn phát tâm Phát tâm rất tốt Phát tâm nghiên cứu giáo lý Học kinh Mục đích là giúp tất cả chúng sanh khai ngộ Giúp tất cả chúng sanh lìa khổ Đây là tâm bồ đề rộng lớn Thông thường nói Nếu bạn thật sự phát tâm nguyện rộng lớn này thì nhất định sẽ được chư phật hộ niệm đây là sự thật tuy được chư phật hộ niệm nhưng trí huệ chúng ta vẫn không khai mở như thường đây là do chính mình có nghiệp chướng chư phật như lai không có cách gì tiêu nghiệp chướng cho chúng ta được vô phương đạo lý này mọi người nhất định phải biết không phải phật bồ tát không phù hộ bạn không quan tâm bạn phật bồ tát thật sự phù hộ thật sự quan tâm nhưng bản thân bạn tạo nghiệp chướng nên phật bồ tát đối với điều này đành phải chịu nghiệp chướng nhất định phải tự chính mình tiêu phật bồ tát nói cho bạn biết phương pháp nói cho bạn biết những đạo lý này đó là những gì trên kinh điển này nói hiểu rõ lý rồi ta tin lời giáo huấn của phật hiểu rõ lý rồi vậy cho chúng ta phương pháp ta phải làm theo như thế gọi là tu hành bạn mới có thể tiêu nghiệp chướng được tiêu nghiệp chướng phương pháp căn bản nhất có hiệu quả nhất chính là hiếu cho nên kinh địa tạng cũng là bộ kinh căn bản đạo lý là ở chỗ này chúng ta có thể hiếu thảo với cha mẹ hiếu thuận tất cả chúng sanh tôn kính cha mẹ tôn kính tất cả chúng sanh thì nghiệp chướng gì cũng được tiêu trừ thật sự có tâm hiếu kính mà vẫn còn tạo nghiệp hay sao Vẫn còn dùng ác ý đối với tất cả chúng sanh hay sao Là không thể rồi Đó là thật sự đoạn dứt tất cả ác Tu tất cả thiện Cho nên bạn mới biết hiếu kính là căn bản Tại vì sao Phật ở trên kinh này nhiều lần dạy chúng ta Tiên đương chim lễ đại sĩ tượng Đạo lý là ở chỗ này Sở dĩ bạn có nguyện rất tốt Phật Bồ Tát cũng quan tâm bạn Nhưng bạn đọc kinh Bạn vẫn đọc rồi liền quên Cho dù nghe nhiều Cũng không thể khai ngộ Người này có nghiệp chướng Mê hoặc Cho nên không thể đọc tụng Ghi nhớ kinh đại thừa được Dưới đây dạy chúng ta Phương pháp Cúng dường Địa tạng dĩ hương hoa y phục ẩm thực chư ngoạn cụ trong phần văn trường hàng phía trước đã nói rồi. Vậy cho chúng ta phương pháp tu hành. Cúng dường, các gì thử nghĩ xem, nếu như không có hiếu kính thì làm sao có thể cúng dường được chứ? Mười nguyện của Bồ Tát phổ hiền, nguyện sau lấy nguyện trước làm nền tảng giống như chúng ta xây nhà nguyện thứ nhất là tầng đầu tiên nguyện thứ hai là tầng thứ hai bạn không xây tốt tầng thứ nhất thì làm sao bạn xây tầng thứ hai được chứ xây xong tầng thứ hai mới có thể xây tầng thứ ba là cùng một đạo lý mà cho nên phía sau đều là xây dựng trên nền tảng của phía trước sau đó mới biết pháp môn địa tạng là nền móng tu hành của Bồ Tát Quán âm là từ bi Từ bi là phát xuất Từ trong địa tạng Nếu bạn không có hiếu kính Thì làm sao có từ bi được chứ Từ bi mà không có hiếu kính Là từ bi giả rồi Chắc chắn Họ có ý đồ Có mục đích nói một người không hiếu thảo cha mẹ mà đi hiếu thảo với người khác đâu có loại đạo lý này chứ vậy là không hợp lý không có lễ kính thì làm gì có tán thán được không có lễ kính mà tán thán chúng ta biết đó là hư ngụy giả dối không phải thật Không có lễ kính mà cúng dường Đó là bờ hư đỡ nịnh nọ Cho nên hiếu kính là nền tảng Nếu chúng ta muốn có thành tựu đích thực Trong Pháp Thế gian và Phật Pháp Thì phải bắt tay từ chỗ này Làm sao có thể thật sự làm được hiếu kính đây Lý luận trong kinh điển Phải thấu triệt Bạn mới hiểu rõ Hiếu kính là tánh đức Là nền tảng của tánh đức Bộ kinh này là khai mở hiển bày tánh đức của chúng ta Cho nên từ hạnh nguyện phổ hiền Bạn xem Còn lễ kính có xưng tán Sau đó mới có cúng dường Cúng dường Bồ Tát Dùng hương hoa, y phục, ăn uống Các ngọa cụ Những ý nghĩa tượng trưng này Phần trước Cũng đã nói qua rồi trong thời hiện đại này của chúng ta thực sự là thời đại có nhiều tai nạn không những chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng mà nghiệp chướng của chính mình cũng sâu nặng giống như vậy chúng ta cần phải nghĩ đến làm sao để giúp đỡ chính mình làm sao để giúp đỡ người khác suy nghĩ chính mình tu học thuận tiện như thế nào thì cũng phải làm cho người khác thuận tiện như vậy Nên biết là Phật Pháp không có Pháp cố định Trên Kinh thường hay chỉ dạy chúng ta nguyên tắc Tùy loại hóa thân Tùy cơ thuyết Pháp Chữ tùy nghĩa là hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức bạn không thuận không tùy không những không độ được chúng sanh mà cũng không thể độ được chính mình tại vì sao không thể độ được chính mình vậy không thể tùy chính là chấp trước chính là phân biệt chấp trước không đột phá được tâm chấp trước thì không thể ra khỏi lục đạo Đạo lý này chúng ta phải biết Cho nên phải biết tùy thuận Trong thế gian Thật sự là Có rất nhiều chướng duyên Yêu ma quỷ quái Ma chướng Có loại hữu hình Có loại vô hình Loại vô hình là quỷ thần Loại hữu hình chính là hết thảy người sử và vật Mà chướng hình thành như thế nào vậy? Đều là do vô lượng kiếp Từ trước cho đến nay Chính mình tạo tác ác nghiệp ác nghiệp sẽ tạo thành chướng ngại thiện nghiệp cũng sẽ tạo thành chướng ngại thiện nghiệp là ái duyên chúng tôi thường hay nghe thấy đồng tu nói đức phật dạy chúng ta phải xả phải buông xả tôi thì không thể buông xả con cháu được rồi đó là gì ái duyên không thể buông xả oán hận oan gia đối đầu được không thể buông xả ý nghĩ báo thù ái duyên cũng không buông xả được thì đều biến thành chướng ngại rồi đây là nghiệp mà trước kia đến nay đã tạo chúng ta tự mình phải hiểu phải sáng tỏ phải giác ngộ làm thế nào mới thật sự giác ngộ đây biết được là phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng trong kinh kim càng nói rất hay ngã nhân chúng sanh thọ giả liêu là giả đều không thể được cho nên nếu như bạn có trí huệ bát nhã Biết được muôn pháp Đều không Biết nhân quả Bất không Biết được tất cả pháp hữu vi mộng huyễn bọt bóng Thì tâm bạn liền thanh tịnh ngay Đứng trước tất cả pháp Không lấy không bỏ Thì ma sẽ không khởi tác dụng với bạn rồi không thể làm chướng ngại bạn được lúc này đúng như lời trên kinh lăng nghiêm nói bạn có thể chuyển cảnh giới không bị cảnh giới chuyển nữa rồi nhược năng chuyển cảnh tắt đồng như lai có như vậy mới thật sự vĩnh viễn thoát khỏi ma não hại có thể thấy vĩnh viễn thoát khỏi ma não hại không phải tìm nơi nào để trốn tránh là không thể trốn tránh được đâu vĩnh viễn thoát khỏi ma não hại là phải nhìn thấu chân tướng sự thật toàn là giả mà hết thảy đều không là mộng mà cho dù là loại ma bên ngoài vô hình này cũng không thể bám vào đâu được tại vì sao không bám được vậy bạn không có chỗ bám bạn có chỗ bám họ mới bám được bạn không có chỗ bám mà đạo lý này chúng ta phải hiểu bạn có ngã thì bạn sẽ bị hại vô ngã thì ai bị hại đây vô ngã thì không có bị hại rồi tại vì sao tất cả chúng sanh phải bị chướng ngại là gì? Vì có ngã Oan gia đối đầu muốn trả thù Anh ở đó tôi tìm ra anh rồi Tôi đến báo thù anh Nếu như bạn không có Không có ngã Dù họ có tìm cũng không tìm ra Trước đây lúc Lão Hòa Thượng Đạo Nguyên truyền giới có kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện Ngài kể thời xưa Có một vị thiền sư nọ Tên gì thì tôi tự nhiên quên mất rồi Công phu thiền định rất tốt Sau khi nhập định Thì tâm cảnh đều không Khi tuổi thọ Ngài đã hết Vua Diêm La phái hai tên tiểu quỷ Đến bắt Ngài bởi vì Ngài nhập định Tâm cảnh đều không Nên hai tên tiểu quỷ không tìm thấy Mới hỏi người ta Ông ta đi đâu rồi Ngài vẫn ngồi ở chỗ đó Mà họ không tìm thấy Bởi vì trong định Nên ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Thấy đều không còn Có người nói cho tiểu quỷ biết Cái vật mà Ngài thích nhất là chiếc bát của Ngài Tiểu quỷ liền biết điểm yếu Bèn gõ vào cái bát của Ngài Vừa gõ vào thì Ngài liền xuất định Tiểu quỷ liền bắt Ngài đi ngay Đây chính là nếu bạn còn mấy mây chấp trước Thì bạn sẽ bị người ta bắt được Cho nên Hệ có yêu thích Là đều có phiền phức Hay nói cách khác Bạn không thể quá mắc được tiểu quỷ Họ có thể dẫn bạn đi bất cứ lúc nào Đây chính là chưa có buông xả triệt để Chúng ta phải biết Phật dạy chúng ta ngay cả Phật Pháp cũng không phải là thật Trên Kinh Kim Cang nói rất hay Pháp còn phải xả huống hồ phi Pháp Phật Pháp cũng không được phép chấp trước cái đạo lý này phải biết huống hồ là pháp thế gian pháp thế gian và xuất thế gian đều không để ở trong tâm ta dùng nó ta không chấp trước nó ta dùng nó ta cũng không có phân biệt nó khiến cho tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh bố thí cúng dường như vậy mới là thật sự được phước phước vô lượng vô biên phước này xứng tánh nếu như vẫn còn phân biệt chấp trước thì phước này không phải xứng tánh rồi trên kinh gọi là phước báo hữu lậu biến thành phước báo hữu lậu trong tam giới tu học Các bạn đồng tu suy nghĩ xem Nếu không phải cùng nhau nghiên cứu mỗi ngày Cùng nhau thảo luận mỗi ngày Huân tập mỗi ngày Tập khí nghiệp chướng của chúng ta rất nặng Vừa quay đầu là mê rồi Cho nên đạo tràng thời xưa rất hay Hay ở chỗ là huân tập trương kỳ Là hay ở chỗ này Mỗi ngày giảng kinh Thời gian giảng kinh là dài Hiện nay chúng ta là mỗi ngày giảng kinh Hai giờ đồng hồ Nếu so với người xưa là giảm một nửa rồi Nếu như dựa theo tiêu chuẩn của Phật Bạn xem tên Kinh Nhân Dương nói Nhị thời giảng kinh Là nói mọi người cùng nhau học tập Nghiên cứu thảo luận Hạ à, công phu ở trên giáo lý hành quả Nhị thời là 8 giờ đồng hồ hiện nay Kinh Phật nói là tính theo giờ Ấn Độ xưa Ngày đêm một ngày chia thành 6 thời Ngày ba thời đêm ba thời cho nên nhị thời Một thời của nó Là bằng với 4 giờ đồng hồ hiện nay của chúng ta ừ. Nhị thời tức là 8 giờ đồng hồ Cho nên thời đại đó của Phật Những người đó tu hành chỉ Thích Ca Bô Ni Phật Làm sao họ không chứng quả được chứ Một ngày 8 giờ đồng hồ thảo luận kinh giáo Thì họ còn công phu khởi vọng tưởng gì được nữa ngày nay chúng ta biến nó còn có một phần tư là hai giờ đồng hồ nó thật ra là không đủ mức thấp nhất là phải được bốn giờ đồng hồ mỗi ngày có bốn giờ đồng hồ nghiêm túc nghiên cứu thảo luận chỉ ít phải có bốn giờ đồng hồ niệm phật đây là nói mức thấp nhất không thể thấp hơn tu hành chúng ta hiện nay hiểu rõ rồi chỉ có pháp môn niệm phật là có thể tin cậy được những pháp môn khác trên lý mà nói là bình đẳng không có khác biệt nói trên sự thì rất khó không dễ dàng hay nói cách khác không phải căn tánh của chúng ta nghiệp chướng của chúng ta quá nặng chỉ có niệm phật đới nghiệp giảng sanh thì chúng ta mới có thể làm đến được Sự việc này chỉ cần thật làm Thì không có người nào không thành tựu Tối hôm kia Tôi đến dùng cơm Tại tiệm Hồng Cát Nghe nói hiện nay việc buôn bán của họ rất ảm đạm Tôi đến thăm họ xem Hiện nay rất ảm đạm Nhìn thấy ở nơi đó Có một đĩa CD Là nói về người tử tù giảng sanh Chúng tôi có mang mấy đĩa về Nói với hội trưởng lý Hội trưởng Lý nói ông biết chuyện này Người tử tù này Sau khi đi rồi Việc hậu sự cũng là do ông lo liệu Tôi hỏi ông có phải là ông giảng hay không Ông nói không phải ông giảng Có một vị cư sĩ họ tô giảng nói Nghe nói cư sĩ tô hiện nay cũng quay đầu chuyên tâm niệm Phật Vì tận mắt nhìn thấy sự thật Cho nên cư sĩ Lý đã độ không ít người ở trong tù Thật sự giảng sanh Cư sĩ Tô với người này rất quen biết nhau Ông chăm sóc ông ấy căn dặn ông Là ba chuyện Thứ nhất là lúc anh bị hành hình Anh phải lớn tiếng niệm Phật Ông nói được tôi làm được Điều thứ hai là lúc anh đi Anh phải có tướng lạnh không được chảy máu từ bảy lỗ trên thân đó là bị xử treo cổ ông nói được tôi cũng đồng ý thứ ba anh phải lưu lại một chút xá lợi cho chúng tôi thấy để làm chứng minh ông nói được tôi đồng ý tất cả cuối cùng sau khi ông chết rồi quả nhiên là như vậy sau khi xử treo cổ thấy sắc tướng rất tốt rất bình thường là hoàn toàn khác với người bị tử hình thông thường lúc đem thiêu thật sự là có xá lợi cho nên có đồng tu hỏi có phải ông ấy tự biết không không phải do nguyện hạnh ông có nguyện lực này mới có thể làm đến được ngay cả một người tử tù cũng có được tướng lành như vậy Ông thật sự giảng sanh Cái niệm cuối cùng đó của ông Là đi theo tiếng niệm a di đà Phật Không giả chút nào Ngày bị xử tử Chính là biết trước giờ đi rồi Đi trong tiếng niệm Phật Trên kinh nói sau cùng Đó là một câu Phật hiệu Nên chắc chắn giảng sanh Lúc còn sống Tạo tội nghiệp ra sao Làm việc sai như thế nào Nếu trước lúc chết Bạn thật sự có thể hối cải Sám hối giảng sanh Tên kinh Phật có thí dụ rồi Kinh quán vô lượng thọ Phật Nói vua A-xà thế Đã tạo tội ngũ nghịch Lâm chung sám hối Phật trên kinh A Già Thế Dương Nói cho chúng ta biết Ông giảng sanh là thượng phẩm trung sanh Chúng tôi đọc xong Cũng thấy vô cùng kinh ngạc Tao tội nghiệp nặng như vậy Tội nghiệp A Tỳ địa ngục Chúng ta nghĩ ông giảng sanh Có lẽ là ở mức hạ phẩm Giảng sanh ở ba phẩm hạ Chúng ta cảm thấy như vậy là rất bình thường không biết ông là thượng phẩm trung sanh cho nên sức mạnh của sám hối là không thể nghĩ bàn đây là gặp được thiện tri thức chân thật mà hướng dẫn cho ông khiến thiện căn phước đức trong đời quá khứ của ông liền hiện tiện sau khi nghe xong liền sanh khởi tâm sám hối chân thật Đây cũng là điểm chúng ta cần phải học tập Cho nên nếu bạn thật sự tu Thì sẽ thật sự có cảm ứng Đây là chúng ta nói đến cúng dường Nó phải được sanh khởi lên từ trong tâm hiếu kính Đồ cúng đều là tượng trưng Dĩ tịnh thủy an đại sĩ tiền Nhất nhật nhất dạ cầu phục chi Phần trước đã giảng qua rồi Đây là cầu cảm ứng Tịnh thủy là do oai thần của Bồ Tát gia trị Bạn cúng lên một ngày một đêm Bạn tu học nghiêm túc Đúng như Pháp Như vậy mới có thể cảm ứng Dưới đây còn có hai đoạn Phá ân trọng tâm Thận ngũ tân Tủ nhục tà dâm cập vọng ngữ Tam thất nhật nội vật sát hại Chí tâm tư niệm đại sĩ danh Đây là nói bạn chuyên tu Đây là hẹn ngày cầu chứng Pháp này phải tu tam thất là 21 ngày 21 ngày này phải phát tâm ân trọng tu học trong khoảng thời gian này phải cử ngũ tân ừ. ngũ tân ừ. trong ừ. chú giải phía trước có nói rồi nên ở đây Đã tỉnh lược bớt Chỗ này trích dẫn lời trong Kinh Lăng Nghiêm Nói với chúng ta biết Tại vì sao Phải cử ngũ tân Câu sau cùng hàng thứ nhất Trong chú giải Lăng Nghiêm Vân Thực thực phát dâm Sanh đạm tăng khỏe Đây là lời giáo giới của phật đối với người mới học vì sao vậy ăn những thứ này sẽ sanh ra chướng ngại đối với sinh lý đạo lý nó là như vậy chúng ta muốn giảm bớt chướng ngại vì vậy mà đối với việc ăn uống không thể không lựa chọn rồi thế nhưng phải biết năm xưa lúc thế tôn còn tại thế khi đi bác đi bác người ta cho cái gì thì ăn cái đó hoàn toàn không có phân biệt chấp trước khi bạn đi bác những người cúng dường này cũng chưa chắc là có học phật cũng chưa chắc là hiểu được phật pháp Cho nên cho cái gì thì ăn cái đó Thế nhưng trong khi thật sự tu Pháp Thì chúng ta không thể không lưu ý Người thế gian hiện nay Nói đến ăn uống Chỉ biết chú trọng đến vệ sinh Sinh là sinh lý Cử ngũ tân Là bảo vệ sinh lý Không những là sinh lý Mà còn có tính tình nữa Người biết chú trọng Bảo vệ sinh lý Bảo vệ tính tình không nhiều Người chú trọng vệ sinh thì rất nhiều Rất phổ biến còn biết bảo vệ tính tình của mình thì rất ít tính chất của ngũ tân không tốt nó ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta nấu chính thức ăn này thì nó kích thích hóc môn tăng trưởng dẫn đến sự kích thích Dẫn đến phát dâm Đây là ăn chính Còn ăn sống thì Sẽ dẫn đến chứng can hỏa Sanh nóng giận Đạo lý là ở chỗ này Tại vì sao Phật nói không được ăn năm thứ này Đạo lý là ở chỗ này Chúng ta xem thấy hoa nghiêm trong hoa nghiêm nói với chúng ta Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Vậy năm thứ này có phải có ngại hay không? Năm thứ này cũng không có ngại Do công phu của bản thân bạn không đủ Công phu của bạn chưa tới Nên nó mới sanh ra chướng ngại đối với bạn Nếu bạn thật sự có định công Thì nó không có chướng ngại gì rồi Đây là điều cần phải hiểu rõ phải cử ngũ tân Dưới đây là Tử nhục Đây là đồ tanh, tanh hôi Đây là nói rõ, ăn chay Tà dâm cặp vọng ngữ Câu này chính là nói Thập thiện nghiệp Nhất định phải đoạn dứt Mười nghiệp ác Tu mười nghiệp thiện bằng trong tam thất 21 ngày này Đây là trì giới niệm Phật Ở đây là niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Hay nói cách khác Hiện nay gọi là nhập thất địa tạng Kỳ hạn của thất địa tạng là ba thất Ba thất là 21 ngày Chuyên trì danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng chữ mấu chốt ở đây là chí tâm tư niệm không phải niệm bằng miệng tâm phải chân thành đến cực điểm niệm danh hiệu bồ tát địa tạng danh hiệu tương ưng với đức vậy thì bạn niệm tương ưng rồi niệm danh hiệu liền nghĩ đến đức hạnh chứ không phải niệm suông câu danh hiệu này là nghĩ đến hành nghi của bồ tát địa tạng lòng từ bi của bồ tát địa tạng Lời giáo huấn của Bồ Tát Địa Tạng Bạn liền nghĩ đến điều này Nghe danh Bạn có thể nghĩ đến nhắc nhở bản thân mình Thấy tướng cũng có thể nghĩ đến Chúng ta liền nghĩ đến y giáo phụng hành Vậy gọi là tương ưng Cổ Đức nói Một niệm tương ưng, một niệm Phật Niệm niệm tương ưng, niệm niệm, niệm Phật bạn phải niệm cho tương ưng nếu như chỉ niệm danh hiệu bồ tát mà vẫn cứ khởi vọng tưởng vẫn cứ tạo tội nghiệp như cũ vậy thì niệm làm gì chứ hàng sơn thập đắc trước đây cười nhạo những pháp sư ở chùa quốc thanh niệm phật đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công nguyên nhân gì không tương ưng niệm phải tương ưng từ trong danh danh nhất định phải nghĩ đến giáo lý hành quả đây là chánh niệm cho nên từ trong niệm câu danh hiệu này là đã đầy đủ tính giải hành chứng bạn nói công đức này lớn biết bao nếu như niệm câu danh hiệu này mà không có liên quan gì với tính giải hành chứng thì đó chính là đau mồm sắc họng cũng uổng công rồi Bất luận tu học pháp môn nào Cũng phải luôn hiểu rõ Nguyên lý này Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ Amoc gmail.com Người đọc Hạnh quang. Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh Nhà giáo Cụ Phan Thế Phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăm phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di đà Phật 阿弥陀佛。